Blackpink thu về gần 2.000 tỷ đồng cho 26 đêm lưu diễn. Hàn Quốc, Blackpink lập kỷ lục trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn cao nhất mọi thời đại. Theo Turing Data đưa tin, tour diễn toàn thế giới Bonping của Blackpink chính thức trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại đến từ một nhóm nhạc nữ. Dữ liệu từ Turing Data cho biết đã có khoảng 366.000 vé được bán ra trong 26 đêm diễn đầu tiên, thu về lợi nhuận khổng lồ đạt mức 78,5 triệu USD, hơn 1.800 tỷ đồng. Doanh thu riêng mỗi show trung bình là hơn 3 triệu USD, hơn 70 tỷ đồng. Số vé trung bình mỗi show là hơn 14.000 vé. Giá của mỗi vé xem show trung bình khoảng 215 USD, hơn 5 triệu đồng. Đây chỉ là doanh thu được ghi nhận trong 26 trên tổng 61 show vòng quanh thế giới của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc này. Chuyến lưu diễn toàn cầu Bonping của nhóm nhạc Blackpink bắt đầu diễn ra từ tháng 10 năm 2022 tại Seoul, Hàn Quốc và dự kiến kết thúc vào gần cuối năm 2023. Nhóm nhạc sẽ biểu diễn khắp nơi trên thế giới bao gồm châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Theo lịch trình dự kiến, nhóm nhạc sẽ biểu diễn tại Singapore, Thái Lan vào tháng 5 và biểu diễn tại Australia vào tháng 6. Các đêm diễn tại Mỹ được dự kiến lịch vào tháng 8 năm 2023. Dự kiến doanh thu từ chuyến lưu diễn của nhóm nhạc nữ này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi họ biểu diễn tại các thành phố lớn trên thế giới. Tháng 6 năm 2022, Blackpink đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time và được vinh danh là nghệ sĩ giải trí của năm. Trong đó, tờ tạp chí này khẳng định nhóm nhạc hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này khi đã vươn lên để trở thành những ngôi sao toàn cầu.